Sao lại đưa đánh tôi, vợ tôi còn chưa đánh tôi đau như thế này đâu. Cái cô Khánh Linh này cô không được như vậy. Cô thích vợ, vợ à nói ơi. Chung là nói chung là nhìn trong ngứa mắt là phải đánh vợ. Vò lữ là ơi, nếu mà vợ ở nhà xem được livestream này vợ sao không ai xem được, trái xem được hết lắp rồi vợ sao đánh ghen con này đi vợ lắp rồi. Cái cô Khánh Linh này cứ đánh chồng vợ tôi cái hơi bị ghen đấy cô ạ. Cô đừng có bừng hơn vợ tôi, là nhìn thấy tôi đi công nàng khác là phải lườm tay phải bóp thật chặt, về nhà cho lên giường bắt chổ mông lên sút tạch 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 khổ lắm. Biết thế không mấy vợ còn đỡ mặt này không có vợ chả có sao. Vì ngày mai đó trời lên phố vì chụp ảnh sẽ như thế nào. Chưa tao làm gì? Tao khóc đâu mày bị ngáo à? Mày gặp tao 2 năm trước tao đá không?